Hiểu. Thế nên thành ra á, mình sẽ quay cho các bạn biết bản hack hôm nay hoàn thành như thế nào. Thì phía bên mình cũng có một đứa này, thấy nó bay trôi nổi lung tung không? Mình không hiểu sao cái bản hack này ở đâu ra, nhưng hiện tại bây giờ bản hack này là tràn lan. Vừa mới làm cái gì đó chưa biết là làm gì, chết luôn.